Vâng, thanh quẩy cử nguyện tái xuất giang hồ. Cái ông chân kinh. Vâng, anh rất là vui. Vâng, anh ta đang làm việc có đi gì tuổi gì đúng không? Thanh quẩy. Vâng, đẳng cấp. Anh chuyên múa dẹp đám cưới. Hôm nay anh rất phấn khởi. Muốn múa quẩy thái âm chân kinh của anh vào món ánh hồ hoa bướm. Vâng, thanh quẩy chúng ta. Vâng, vâng, vâng. Rất xin đẹp trai, anh đang múa rất là hưng phấn. Ok, come on. Thánh quẩy Cường Nguyên. Vâng, hôm nay Cường Nguyên đã xuất giang hồ với độc chiêu của anh Lý Tiểu Long. Anh đang rất là say sưa và hôm nay anh có tí men rượu. Thánh quẩy rất đẹp trai. Ok.